video đầu tay này được Dương thực hiện tại quán Phúc Long. Ở đây có sân vườn ngoài trời khá rộng rãi và thường là không có được yên tĩnh như ngày hôm nay. Đây là sketchbook mới của Dương, Dương rất tâm đắc khi mua ẻm cho nên là đang rất hứng thú vẽ linh tinh. Đây là em Ngô Huy, Dương vẽ lại từ hình chụp của ẻm sau đó thêm thắt chút ý tưởng, ví dụ như là chiếc xe nước hồng nam tính này. Còn chàng trai này là ai Dương cũng không biết nữa, thấy hình đẹp thì Dương vẽ lại thôi à. Nếu chưa đẹp lắm mong các bạn hãy thứ tha. Còn này là một couple dễ thương mà Dương follow trên Instagram. Một vài cảnh sinh hoạt tình bạn hơi kỳ lạ đúng không? Thôi kệ người ta đi, quay qua vẽ hoa lá hẹ cho nó lành. Mình cũng hay vẽ lại từ ảnh thời trang lắm. Cơ thể của mấy người mẫu nói chung là lạ nhưng mà rất hấp dẫn về mặt mỹ thuật. Tay chân của họ thì dài hay là dài, cái cổ cũng dài, gắn vào đó là một cái gương mặt góc cạnh. Mà thiệt ra mình vẽ không chính xác nó vẫn ra được những cái tạo hình mà mình thấy rất là thích. Mà đó là mẫu nữ thôi nha, chứ mẫu nam thì mình thích những người có cơ bắp như vậy một chút. Hôm nay thì mình đang hứng thú với việc vẽ lại một bức ảnh thời trang có nhiều người ở trong đó. Việc xem và vẽ lại những cái tấm ảnh như vậy là cách mà mình học bố cục và sắp xếp nhiều người vào trong một cái khung hình. Thường như sẽ luôn cố gắng phát nhanh dáng chung của các nhân vật. Bởi vì mục tiêu của mình sẽ không phải là vẽ chi tiết mắt mũi miệng sao cho giống với hình mẫu nhất, mà là học được cách cơ thể của các nhân vật tương tác với nhau trong cái bố cục này. Theo Dương tìm hiểu thì một số suất chụp họ sẽ có phát thảo tay, vẽ ý tưởng của cái suất chụp, ai đứng, ai ngồi ra sao, đặt cái gì ở đâu. Tuy nhiên thì vào hiện trường mọi thứ có thể sẽ khác đi vì cơ thể người thật sẽ khác hình vẽ rất là nhiều. Dương nghĩ cách mình đang làm là đảo ngược lại cái quá trình đó, mình sẽ học ngược lại từ kết quả của người ta. Tự thấy đây là cách học cũng thú vị, không bổ nghe thì cũng bổ dọc, đặc biệt là cho nghề nghiệp của Dương. Với lại cũng hy vọng là vẽ nhiều thì sẽ tiến bộ hơn, chứ hiện nay thì vẽ cũng còn chưa đẹp lắm. Trong lúc mà vẽ thì sự là cũng để ra được rất là nhiều thứ mà vốn dĩ ngày thường mình không có quan tâm. Ví dụ như các chi tiết tua rua, hoa văn trên váy áo của phụ nữ nè. Cụ thể ở trong cái hình này, ví dụ như cô bên trái thì là mặc váy hoa màu nóng, thì cái cô ở giữa sẽ có lặp lại cái chi tiết đó. Rồi cô thứ hai thì là vừa có màu nóng vừa có váy đen, thì cô thứ ba sẽ là váy đen toàn bộ và có đeo găng tay. Tóm lại những cái chuyện tinh tế như vậy rảnh ngồi vẽ lại chơi mà học được thấy cũng vui. Bước tiếp theo mà Dương muốn vẽ là vì Dương thích cái pose cuối gặp người này. Bản thân mình cũng chưa có vững cơ thể người lắm. Và pose này cũng là một cái pose khó nên mình sẽ không thể tự nhiên mà vẽ ra được đâu. Cái khó lớn nhất đối với Dương ở đây là cái phần sống lưng với cổ gấp xuống làm sao cho nó hợp lý. Sau đó là gắn cái đầu vô đúng cái trục của cái cổ. Xong phần đầu cổ rồi thì tóc tai muốn sao cũng được hết trơn. Tiếp theo là phần cánh tay luồn ra đằng sau nè. Cuối cùng là do mình chưa có rành vẽ bằng chân người cho nên cũng còn bị mỏ chút xíu, phải chỉnh tay chỉnh đuôi coi mới được được. Bước này tiếc không mang theo màu, chứ màu gốc của hình cũng đẹp mà cũng dễ tô nữa. Xong. Giờ mình tự vẽ cái gì mà mình nghĩ ra. Dễ nhất thì vẽ mặt người chính diện. Dương muốn vẽ một anh châu Phi nhưng mà hình như nhìn hơi bị châu Á rồi. Vẽ tới đây thấy cũng gần hết buổi chiều, quán cũng đông lên, ổn. Chắc Dương đi về. Mong các bạn ủng hộ subscribe tại vì Dương chỉ mới bắt đầu thôi, lần sau sẽ cố gắng làm clip thú vị hơn. Bye bye.